Chị rất mời tất cả các em. Trước đây chị đã từng giới thiệu cho các em khá nhiều những bộ đồ chơi mini đổi. Hôm nay chị sẽ ghép tất cả những bộ đồ chơi mà chị từng giới thiệu lại để tạo thành một thành phố tí hon. Ở đây thì chị đã tìm cho mình được một góc rất là hợp lý cho thành phố của mình. Nhưng mà trước tiên thì chị cần phải trang trí cho nó đã. Và như vậy là chị đã tạm hoàn thiện xong thành phố của mình. Trong thành phố của chị thì có khá nhiều tiện ích, ví dụ như là chuỗi nhà hàng ăn uống, gồm có nhà hàng hải sản này, đây là cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Xin giới thiệu với các em đầu bếp của nhà hàng chị, đó chính là đầu bếp Thộn Lộn Xộn. Đầu bếp này rất là giỏi luôn, đã giành được rất là nhiều các giải thưởng ở trong nước và thế giới. Còn đây là một cái cúp chị sẽ trao cho đầu bếp, chứng tỏ khả năng nấu nướng của mình. Đầu bếp có vẻ rất là nghiêu hẳn, tự hào đúng không em? Thôi, tự hào vậy được rồi. À, trả cúp cho đầu bếp. Đây, cúp của đầu bếp đây. Ngoài ra, trong nhà hàng còn được trang bị cả bàn ghế để phục vụ cho những thực khách muốn ăn tại chỗ. Ở phía bên trong này đó chính là hệ thống siêu thị tiện lợi, bán đồ ăn và nước uống này các em. Phía bên đây, đó là quầy mà chị cực kỳ yêu thích, cửa hàng trang điểm. Chị rất là thích cửa hàng này luôn, khi mà đến đây thì chúng ta sẽ được nhân viên trang điểm cho thật là lộng lẫy. Phía bên ngoài này thì có cả đồ chơi các em ạ, đây chính là siêu thị đồ chơi mini, bán rất là nhiều slime luôn. Slime đang là món đồ chơi cực kỳ hot, cho nên siêu thị này toàn là slime. Phía bên trên đây, đó chính là công viên giải trí. Đây là công viên giải trí Thơ Nguyễn. Chị đã sắm cho mình một cái xe buýt để bán đồ ăn nhanh, phục vụ cho những em nhỏ nào sau khi chơi ở công viên xong cảm thấy mệt mỏi quá thì chúng ta có thể mua đồ ăn nhanh. Còn bên đây là quầy kem của Tiểu Thúi. Do Tiểu Thúi bán kem thường không hợp vệ sinh cho nên các bạn nhỏ ăn xong hay bị đau bụng. Vì vậy chị đã xây thêm một bệnh viện ở ngay cạnh để nếu mà bạn nào ăn bị đau bụng có thể chạy qua bên đây và khám liền. Chị thật là thông minh. Điều khiến chị chưa hài lòng về thành phố của mình đó chính là nó chưa được kín đáo cho lắm, dẫn đến việc khó quản lý khách du lịch khi ra vào các em ạ. Vì vậy chị muốn xây một tường rào để khi nào khách ra vào thì cần phải mua vé, như vậy thì chị sẽ có thêm một khoản thu nữa. Để xây tường rào thì chị cần phải chuẩn bị một vài khối Lego khổng lồ. Ta-da! Và chị đã ghép nó thành một hàng rào như thế này đây. Chị cần vào trong trước ạ. Ê, bây giờ thì khách đã không còn đường vô nữa rồi nhá. Thỏ lộn xộn của chúng ta thì không biết vô đường nào các em ạ. Hàng rào này có vẻ hoạt động rất là tốt đây. Muốn vô thì cần phải mua vé. Ui ôi, vừa phải chứ. Khách mà phá hàng rào là bị bỏ tù nhá. Đây, đi vào đường này. Đây, đi vào đường này, đó. Đóng cửa lại. Khách này thật là dã man các em ạ. Nên thôi chị miễn thuế cho khách này luôn, miễn phí vé. Wow, nhà của chị thì thật là thích thành phố của chị chứ nhỉ. Chị sẽ bước ra ngay. Mà nhốt thổ lộn xộn bên trong. Thế thôi thì chị sẽ vào và cho thổ ở ngoài, ai bảo thổn cứ phá thành phố của chị. Thôi, Thuận không được vào thôi nhá. Đóng cửa lại.
Rồi, giờ thì đố thuận vào được đấy. Bây giờ thì chị Thơ sẽ có nhiệm vụ là phải cố thủ bên trong trước sự tấn công của chúng bên ngoài. Bạn Thuận thì đang rất là hung dữ kìa mà. Có hay không được vô đâu nhá. Chúng ta sẽ bảo vệ thành phố. Yeah, yeah. Quyết tâm bảo vệ thành phố. Yeah, yeah. Thuận thì không vào được cho nên là đang rất là tức tối kìa mà. Oh no. Trời ơi, trời. Cách gì mà kỳ lạ vậy? Đi ra khỏi thành phố của tôi đi. Đi ra đi. Không phá được hàng lạ rào là bắt đầu lên lỏi đấy, chen chúc đây. Đi ra. Đi ra khỏi thành phố của tôi. Anh đã bị trục xuất ra khỏi thành phố. Đó. Mình cần phải xây dựng kiên cố hơn mới được. Giờ thì khách hết đường. Chị rất là bực mình với khách này rồi kia mà. Trục xuất, bắt bỏ tù. Chị cần phải xây thêm nhà tù ở trong thành phố của mình để nhốt những vị khách như thế này. Đúng rồi, trong thành phố của chị còn thiếu nhà tù đấy. Thuận đang nghĩ mưu game ạ. Vì ngứa, vì ngứa quá cho nên là quyết định không vào nữa. Chị đã tìm ra cho mình được một cái nhà tù rồi các em ạ. Cho vào trong đây. Nếu bất kỳ thực khách nào vượt biên thì chị sẽ nhốt vào trong tù luôn. Đó, khách chỉ cần nghe nói nhà tù thôi là đã thấy sợ rồi. Anh đã bị bắt vì tội vượt biên trái phép. Vào đây. Anh đã bị bắt. Bây giờ anh phải ở trong đây 2 năm. Và anh không được phục vụ ăn uống hay bất kỳ món nào ở trong đây hết. Anh chỉ được ngủ xong rồi sáng ra dậy phải lao động khổ sai. Ở trong nhà tù thì phải cực khổ rồi. Khách này đang tính vượt ngục em ạ. Không, phải tù nhân này đang tính vượt ngục. Nhìn cái mặt của Thuận này các em. Tù nhân đã biết ăn năn hối cải cho nên là không có ý định vượt ngục nữa các em ạ. Hay là anh ta đang định đào hầm? Chị nghi ngờ quá, chị phải ngó mới được. Anh ta không có ý định đào hầm cho nên chị sẽ giảm án cho anh ta. Chỉ bị tù 1 năm nữa thôi. Lại vượt ngục. Vừa nghe nói chứ giảm án là vượt ngục ngay em ạ. Tù nhân này bị phạt chung thân. Có ý định vượt ngục cho nên là bị tù chung thân luôn. Tử hình. Tử hình. Không, tử hình là vô nhân đạo. Không được. Hôm nay thành phố mini Thơ Nguyễn rất vui khi được chào đón một đoàn khách đến từ Nhật Bản. Bây giờ các vị khách của chúng ta đang xếp hàng để trải nghiệm vòng quay tử thần. Bây giờ thì các vị khách của chúng ta đã sẵn sàng. Vòng quay bắt đầu khởi động. Ô, chết rồi, đã có một vị khách tử nạn rồi các em ạ. Đúng là vòng quay tử thần có khách. Chết vị khách này, tội nghiệp quá. Chúc các vị khách vui chơi an toàn nhé.
Các vị khách còn lại khá là bình yên đây. Vị khách này chuẩn bị té này. Vị khách này chuẩn bị té này. Té rồi. Hại một lúc hai vị khách luôn rồi. Người đi cấp cứu đây, bệnh viện đây này. Nhưng mà không có tiền thì làm sao vào bệnh viện được? Cứu người quan trọng hơn. Không có tiền thì làm sao mà nhập viện được? Nói chung là Tiểu đã nợ chị một khoản rồi các em ạ. Bây giờ thì chị sẽ cứu người miễn phí, bởi vì chị là một người cực kỳ tốt mà. Rồi, tim vẫn đập bình thường, vẫn khỏe. Rồi, vị khách này đã bị hóa đá rồi. Như sợ vậy quá, sợ quá, đây là vị khách sợ quá hóa đá. Tim cũng không đập nữa rồi. Xem như xong, đợi, cho ra bên đây để tí nữa chúng tôi hỏa táng. Vị khách này do uống rất là nhiều thuốc cho nên là vẫn bình thường. Hai vị khách này ra chơi tiếp. Tí nữa thì chị sẽ chôn cất vị khách này. Lại thêm một vị khách nữa tử nạn. Tiêu mà bảo tôi đừng có phá nữa coi. Bây giờ thì chị phải mang dụng cụ y tế ra bên đây và khám chữa bệnh tại chỗ luôn này Kim. Tại tiểu thúi á. Chị vừa mới nảy ra một ý tưởng là tại sao mình không thực hiện thử thách 24 giờ trong thành phố mini của chị nhỉ? Chị nghĩ rằng đây sẽ là một ý tưởng khá là hay đây, bởi vì không gian ở đây rất là phù hợp luôn. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho thử thách 24 giờ thì bây giờ video của chị phải kết thúc đã. Nếu như các em thích video này, hãy cho chị một like, đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em những lúc sau.